Ôi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thiết bị Điện Thanh Tâm. Hôm nay mình giới thiệu một cái công tắc điều khiển từ xa, hiệu là Honest. Cái công tắc này thì có chức năng là điều khiển các thiết bị điện, đóng cắt các thiết bị điện từ xa thông qua remote. Và khoảng cách điều khiển là khoảng 100 cho tới 1 km, trong điều kiện môi trường không có vật cản. Không vật cản là gì? Ví dụ không xuyên tường hay không xuyên các tòa nhà, vân vân. Có thể ở ngoài cánh đồng rộng, các khu vườn trống trải rộng, không có bức tường che chắn. Rồi, hôm nay mình sẽ mở hộp nó ra. Thì trong hộp nó thì có rất là một cái remote và một cái công tắc thôi. Trong cái remote này thì có pin sẵn rồi. Mình nhìn cái remote trước. Mình nhìn remote trước ha. Remote thì có nút on off mềm, sử dụng rất là bấm rất là im tay, có cái đèn báo nữa, đèn báo màu trắng, màu xanh thế này. Rồi có cái nắp đậy rất là hay ha, cái nắp đậy này có tác dụng là khi chúng ta bỏ túi thì đấy, thì nó không có bị cấn nút. Đặc biệt là khi các bác nông dân hay là những anh em mà hay đi lại, nếu mà không có nắp đậy thì rất là dễ cấn nút. Cấn nút thì có thể làm thiết bị hoạt động ngoài ý muốn, bật tắt ngoài ý muốn, có anten thêm để tăng thêm cái cường độ sóng. Rồi, cái remote này thì có một đặc điểm là dùng pin nhỏ, pin rất là nhỏ, nhưng mà cái năng lượng của nó là to lớn ha. Một pin này các bạn có thể dễ dàng thay thế và mua ngoài các thiết bị tiệm điện. Đây là 22A 12V, pin 23A 12V, pin này rất là nhỏ, các bạn dễ dàng mua ngoài các tiệm thiết bị điện, vân vân. Rồi, lắp vào. Khi lắp thì chú ý cực của cục pin ha, có cộng có trừ. Đây là điện DC pin nên có cộng có trừ không cực. Rồi, lắp vô. Đó là cái remote. Tiếp theo đó là cái công tắc. Đây là cái công tắc, có mã số của nhà sản xuất vân vân. Có cái anten có thể kéo dài ra để tăng thêm cái cường độ sóng, dễ dàng nhận tín hiệu điều khiển. Rồi, đây là mặt trước mặt sau của cái công tắc. Công tắc này thì nó chịu được cái dòng tải lên khoảng 40A. 40A nhân lên khoảng đâu đó khoảng 7-8 ngàn W. Nhưng mình khuyến nghị các bạn nên sử dụng tầm 5 ngàn W đổ lại. Và đặc biệt đối với motor thì sử dụng cho các điều khiển trực tiếp cho motor tầm khoảng 2 ngựa. 2 ngựa. 2 ngựa thì tầm khoảng 1.400-1.500W thì là ok. Còn nếu dùng to hơn thì tốt nhất là nên dùng với một cái khởi động từ. Cái khởi động từ để đóng các thiết bị công suất lớn tốt hơn ha. Rồi, ở đây thì nó có 4 cái cộng, 4 cái đấu nối này, và 2 vào 2 ra. Ở trên cái vỏ này nó cũng có, nhìn kỹ nè, có mũi tên đi vào đi ra, cho thấy là điện 220V vào là hai cái cực phía dưới, còn ra là hai cực phía trên. Lúc đấu điện thì mình chú ý phần này. Đấy. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đấu điện thử và điều khiển thử cho các bạn xem. Rồi, mình sẽ điều khiển một cái quạt máy thử ha, mô phỏng là một cái quạt máy. Rồi, đấu điện thôi. Đây, mình sẽ đấu điện là công tắc này để gắn cái quạt máy vô đây. Hai dây này, hai dây ra. Và hay gì vào thì mình sẽ dùng cái chui này, dùng cái chui này để gì vào chui này. Rồi mình đấu vô. Rồi sau khi đã đấu xong như thế này, đi vào và đây là đi ra. Đi ra đấu mình đấu với cái quạt máy ha, đi vào thì mình sẽ cắm vô nguồn 220V. Rồi đậy cái nắp lại cho nó an toàn xíu. Rồi mình sẽ cấu đấu điện. Rồi, nhấn nút nguồn. Đấu đi. Đấy. Thì các bạn thấy là có đèn báo nè, đèn báo là đèn màu đỏ nè. Đó, đèn màu đỏ đây. Thấy không? Rồi. Đây mình sẽ đấu với cái quạt máy rồi đây. Đó, quạt máy đây. Thấy không? Đó, quạt máy. Rồi, để dễ thấy ha. Rồi. Đây là công tắc của mình. Mình sẽ on off cái nó thử on ha. Quạt máy chưa bấm nút. Rồi, bấm nút xuống. Rồi bấm nút.
rồi bật máy quay, rồi tắt. Khi đó, khi nó hoạt công tắc hoạt động thì nó màu xanh thế này, rồi tắt. Chuyển qua màu đỏ, bật máy bắt đầu ngừng quay, nhìn tí thế này. Đấy. Và khoảng cách điều khiển khoảng 100m tới 1 km theo thông số nhà sản xuất quy định, theo thông số nhà sản xuất ghi. Mình đã test thử ở trong ở khu vườn của nhà mình thì tầm khoảng 200-300m điều khiển vô tư luôn. Ở xa hơn thì các bạn có thể thử điều khiển, nhưng mà khu vườn tầm khoảng bán kính tầm khoảng 300m tới 500m là quá ok rồi, quá xa rồi. Còn nếu các bạn muốn tăng thêm cái khoảng cách điều khiển thì có thể kéo anten này ra nè, hoặc là kéo cái remote này ra để đảm bảo là nó điều khiển được xa hơn. Hoặc các bạn có thể điều khiển xa hơn không tới 5 km nếu dùng một cái công tắc khác. Công tắc khác thì nó có anten kéo dài ra hơn, anten kéo dài tới 3m nữa, thì nó điều khiển lên tới khoảng 5 km theo thông số nhà sản xuất ghi. Đây mình on quạt quay ha, và off và tắt. Rất là đơn giản sử dụng. Và khi đấu nối công tắc này với các ổ cắm hay các thiết bị điện ở nhà thì hầu như chúng ta không cần phải thay thế hay bỏ cái thiết bị cũ. Chúng ta chỉ cần đấu thêm cái ổ cắm này, hoặc thay cái xin lỗi công tắc, hoặc thay cái công tắc này cho cái CB hay là cái cầu dao ở nhà. Đơn giản, dễ sử dụng, dễ lắp đặt và an toàn. Tại vì sao an toàn? Vì chúng ta dùng remote, chúng ta không có bật tắt CB cầu dao thủ công thì nó không có tiếp xúc với nguồn điện, mà chúng ta chỉ dùng cái remote này thôi. Đơn giản, an toàn. Và một nữa là tiết kiệm thời gian. Tiết kiệm thời gian tại vì sao? Tại vì chúng ta không cần phải đi tới cái ổ cắm để bật tắt CB cầu dao đó. Chúng ta tiết kiệm thời gian đi lại 200-300m, thậm chí 500m, chúng ta đi tới đi lui thì mất thời gian và thậm chí lãng phí điện. Tại vì khi chúng ta đi tới, chúng ta muốn đi tới tắt thì chúng ta, cái motor chúng ta, ví dụ là motor thì nó vẫn đang hoạt động, thì ta mất thời gian đi 300-400m để tắt cái motor đó, vừa mà thiếu an toàn mà vừa tốn kém thời gian. Vậy các bạn có thể giới thiệu cái sản phẩm này cho các anh chị em, người thân trong gia đình của mình để sử dụng nếu thấy cần thiết, vì tính lợi ích của nó. Giá của nó tầm khoảng 200 tới 210 ngàn tùy nơi bán, và nó có cái remote thế này, có công tắc và có pin kèm theo luôn. Hầu như chúng ta mua về là sử dụng thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái video hướng dẫn của mình. Rồi, mời các bạn đón theo dõi những video tiếp theo trên kênh Thiết bị điện Thanh Tâm. Vâng, xin cảm ơn các bạn.